Xin chào tất cả các bạn. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi đấu nấu một cái mạch điện để chúng ta test các cái thiết bị điện trong cái gia đình của chúng ta. Ví dụ như chẳng hạn như là chúng ta có thể test cái bóng đèn này nó còn sáng hay không, nó còn hoạt động tốt hay không. Hoặc là chúng ta cũng có thể là chúng ta test cái bàn ủi này. Hoặc là chúng ta cũng có thể là chúng ta test cái động cơ này. Đấy. Hoặc là đây ví dụ như cái mạch điện này thì chúng ta cũng có thể là chúng ta trước khi chúng ta đưa vào chúng ta kiểm tra chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ test cái mạch này thử có bị ngắn mạch hay không, thì sau đó chúng ta mới cho nó hoạt động. Đấy. Thì có rất là nhiều cái ứng dụng hay trong cái mạch điện này. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào đấu nấu cái mạch điện này, và sau đó tôi sẽ kiểm tra tất các thiết bị mà tôi đã nêu ở trong cái để cho các bạn xem. Thì khi xem video, kính mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào đấu nấu cái mạch điện này. Thì cái mạch điện này nó rất là đơn giản, thì chúng ta chỉ có sử dụng một cái ổ cắm, một cái công tắc, một cái bóng đèn. Đấy là cái mạch của chúng ta đã gồm các thiết bị như vậy. Thì cái cầu chì này có thể có hoặc là không cũng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu nấu như sau. Thì các bạn ở đây tôi đưa ra các đầu dây sẵn đây để cho các bạn tiết kiệm thời gian của các bạn. Thì ở đây là cái hai sợi này là của cái công tắc, hai sợi này là của đèn, hai sợi này là cái ổ cắm. Thì các bạn đấu nấu cho tôi như sau. Thì hai sợi của cái công tắc và cái ổ cắm này thì các bạn đấu song song cho tôi. Nó sẽ như các bạn lấy một cái đầu dây của cái ổ cắm và cái công tắc, các bạn đấu chung lại với nhau. Rồi đây là một đầu. Tiếp theo cái đầu thứ hai của hai cái sợi này thì các bạn cũng nấu chung lại với nhau. Đấy, có nghĩa là chúng ta nấu cái công tắc và cái ổ cắm này là chúng ta nấu song song đó. Thì để nó cho gọn cái mạch này thì tôi sẽ sử dụng các cái domino này. Tôi thay cho cái việc là chúng ta quấn đấu trên cái domino thay cho cái việc chúng ta quấn băng keo. Rồi bây giờ tôi sẽ ghim hai cái cực này vào đây. Rồi cái cực thứ nhất của hai cái công tắc ổ cắm này chúng ta đấu song song với nhau rồi, thì bây giờ có cái hai cực thì các bạn ghim hai cực vào hai cái cặp domino này. Thì tí nữa chúng ta sẽ đấu tiếp theo. Chúng ta bắt vào cái domino này là thay cho việc chúng ta quấn băng keo đấy, và chúng ta cái khi đấu vào domino này thì cái mạch của chúng ta nó sẽ gọn hơn. Rồi các bạn đáo vào cho tôi đây hai cái cặp của cái domino này. Các bạn không cần đâu domino này cũng được, các bạn lấy băng keo các bạn quấn trực tiếp vào cũng được. Rồi tiếp theo bây giờ cái cuộn dây này là chúng ta sử dụng cái cuộn dây để chúng ta cấp cái nguồn cho cái fix này, để sử dụng để chúng ta cấp nguồn cho cái mạch này đây. Rồi thì hai cái đầu dây này các bạn đáo vào cho tôi hai cái cực của cái domino này. Rồi các bạn đáo vào tôi hai cực của domino. Cái mạch này thì nó đơn giản nhưng mà nó ứng dụng rất là cao. Ví dụ như chúng ta sửa chữa qua cái thiết bị ở trong gia đình của chúng ta đấy, thì cái mạch này nó rất là hữu ích. Thì khi chúng ta test thử là cái mạch của chúng ta nó có bị trộm chọc hay không. Thì nếu như ta không sử dụng cái mạch này thì chúng ta phải sử dụng cái đồng hồ đo, nhưng mà thông thường thì chúng ta rất là ít khi là chúng ta sắm cái bình thường thì chúng ta không có sắm cái đồng hồ đo. Ví dụ như những cái thợ điện chuyên nghiệp thì người ta mới có. Rồi bây giờ là tiếp theo là các bạn thấy là đây là hai cái sợi dây của cái cầu chì, thì các bạn lấy cho tôi một đào. Các bạn đi vào cái
một cực của cái cặp dây này. Các bạn lái cực nào cũng được, đa phần là các bạn nên lái là cái cực này là cực lửa, tức là dây di pha của chúng ta đó. Thì khi các bạn đấu nối thì các bạn có thể đo là ở đây là dây lửa để các bạn bắt vào đây. Rồi, bây giờ các bạn thấy cái cực còn lại của cái cầu chì này, thì các bạn đáo về cho tôi một cực của cái chỗ cám này. Đây, hai sợi dây của cám công tắc này, các bạn đáo vào cho tôi một cực. Rồi, bây giờ còn hai cái sợi dây của cái đàn này, thì các bạn lấy cho tôi một sợi, các bạn đáo vào một cái cực còn lại của cái ổ cám này. Đây. Rồi, các bạn đáo về một cực còn lại cái đầu của cái ổ cám này. Rồi, và còn lại một sợi thì các bạn đáo về cho tôi cái nguồn dây nguội này. Đây, các bạn đáo về cái cực này, cái chỗ cấp nguồn này đây. Rồi, như vậy là cái mạch của chúng ta đã đấu nối xong rồi đó. Đấy, thì bây giờ các bạn gắn cái bóng đèn này vào và chúng ta sẽ cấp nguồn và chúng ta sẽ test các thiết bị của chúng ta. Rồi, bây giờ tôi đã cấp cái nguồn vào để chúng ta cho cái mạch này hoạt động rồi đó. Thì các bạn thấy là cái công tắc này là để chúng ta thử cái bóng đèn này, là bóng đèn này nó còn sáng hay là không. Đấy, là cái công tắc này là cái nhiệm vụ là chúng ta thử cái bóng đèn này, và chúng ta sẽ căn cứ vào cái bóng đèn này, cái trạng thái của cái bóng đèn này để chúng ta kết luận là cái mạch của chúng ta là nó hở mạch, là nó hở mạch hoặc là nó ngắn mạch. Đấy, thì giả sử như là khi chúng ta, các bạn thấy là các bạn lưu ý là đây là cái điện 220 thì các bạn cẩn thận nhé. Thì giả sử như ở đây các bạn thấy là khi nó hở mạch đây thì chúng ta cắm vào đấy, thì các bạn thấy là cái bóng đèn của chúng ta nó không có hiện tượng gì. Và các bạn thấy là khi cái mạch của chúng ta nó chập mạch thì các bạn thấy điều gì xảy ra. Bây giờ tôi sẽ cho hai cái này chập lại với nhau. Đây, các bạn quan sát đó, khi ta chập lại á thì cái đèn của chúng ta nó sẽ sáng bừng lên, tức là như vậy là chúng ta kết luận là cái mạch của chúng ta đã bị chập, tức là nó bị ngắn mạch đó, bị chập mạch đó. Đấy, và khi cái đèn khi chúng ta cắm vào mà cái đèn của chúng ta không sáng thì ta kết luận là cái mạch của chúng ta nó bị hở mạch. Thì cái trường hợp này là các bạn áp dụng cho những cái khi các bạn đấu nấu xong cái mạch điện thì các bạn thử là cái mạch của chúng ta nó bị hở mạch hoặc là nó bị khi nó không sáng, tức là chúng ta kiểm tra là nó đang hở mạch, và khi nó sáng thì chúng ta khi nó sáng thì có nghĩa là cái mạch điện của chúng ta nó bị ngắn mạch. Rồi, bây giờ đến cái bóng đèn này. Giả sử như cái bóng đèn này thì các bạn thấy là như bình thường á, khi chúng ta cắm cái này vào đấy thì các bạn thấy là hai cái bóng đèn của chúng ta nó sáng mờ. Như vậy là cái mạch của chúng ta nó đã được kín mạch, và cái bóng đèn này nó hoạt động bình thường. Giả sử như nếu như mà gặp cái trường hợp là như thế này, tức là một cái đèn này nó sáng bừng lên, thì các bạn thấy là như vậy là cái chứng tỏ là cái đèn này nó bị ngắn mạch. Đó, giống như trường hợp khi nãy tôi thử cho các bạn xem là chúng ta ngắn mạch hai cái đào này lại thì cái đèn của chúng ta nó sáng bừng này đấy. Rồi, đấy là cái trường hợp của chúng ta thử cái đèn. Như vậy là cái đèn này là nó đã sáng tốt. Rồi, vậy là bây giờ các bạn đã biết là chúng ta đã thử qua các cái trường hợp là cái đèn của chúng ta hoạt động bình thường thì các bạn thấy là hai cái đèn này nó sáng mờ. Và khi có một cái đèn bị ngắn mạch đấy, tức là cái hiện tượng này thì tức là cái đèn của chúng ta nó sáng tỏ, tức là nó sáng bừng lên và cái đèn này nó không sáng, và trường hợp là hở mạch là cả hai đèn đều không sáng cả. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy cái trường hợp là giả sử như cái đèn này nó bị ngắn mạch thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ tôi sẽ rút cái đèn này ra. Rồi, tôi sẽ cho cái trường hợp là giả sử như ngắn mạch, tôi sẽ cào hai cái
Đấy, hai cái của cái đàn này lại với nhau, có nghĩa là cái đàn của chúng ta nó bị hãm, nó bị chập mạch đấy. Rồi, như vậy là hai cái các bạn thấy là cái cực của chúng ta nó bị chập mạch, thì cái trường hợp gì nó sẽ cái hiện tượng gì nó sẽ xảy ra thì các bạn cũng cắm bình thường vào. Rồi ta bật cái công tắc này lên. Đấy, thì các bạn thấy là khi cái đàn này nó chập mạch thì các bạn thấy là cái đàn này nó sẽ không sáng, tất nhiên là nó sẽ không sáng rồi, và cái đàn này nó sẽ sáng sáng tỏ lên, tức là nó sáng bừng lên so với là khi là hai cái đàn này nó sáng. Thì như vậy là chúng ta đã biết là cách là chúng ta phân biệt là cái đàn của chúng ta nó còn sáng tốt hay không, cái đàn của chúng ta nó bị sáng mạch hoặc là nó bị hở mạch. Đấy, thông qua cái đàn này, tức là thông qua cái độ sáng sáng mờ, sáng tỏ hoặc là không sáng của đàn này mà chúng ta kết luận. Rồi bây giờ đến cái đây, bây giờ tôi cho các bạn xem cái trường hợp này. Giả sử như các bạn đấu nấu một cái mạch điện công nghiệp, giả sử như đây tôi có một cái mạch điện công nghiệp như thế này, thì thông thường là các bạn mới hay mới 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 tập đấu á, thì cái hiện tượng mà các bạn đáo cái sai mạch là nó sẽ diễn ra. Thì bây giờ để cho cái mạch này nó chúng ta kiểm tra cái mạch này nó có ngang mạch hay không, thì chúng ta mới đưa vào sử dụng. Thì giả sử như đây các bạn cứ cắm cái mạch này vào, rồi các bạn bật cái nguồn của ổ cắm này lên, thì như các bạn thấy đấy, thì cái mạch của chúng ta, cái đàn của chúng ta nó không sáng, tức là ta kết luận là cái mạch này nó đang hở mạch, tức là nó không bị chập mạch, có nghĩa là cái mạch của chúng ta đã đáo nấu đúng. Nếu như mà cái đàn này nó sáng lên, tức là cái mạch của chúng ta nó bị chập, thì chúng ta phải kiểm tra lại cái mạch điện này. Thì như vậy là chúng ta kết luận là cái mạch điện của chúng ta đáo nấu nó không bị chập mạch. Thì bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn vào và chúng ta sẽ test cái mạch này nó bình thường. Giả sử như đây, tôi sẽ cấp nguồn vào. Đây, tôi cấp nguồn vào và tôi điều khiển cái mạch điện này cho các bạn xem. Giả sử như đây, tôi cấp nguồn vào. Đấy, khi ta bật lên. Đấy, các bạn thấy là khi chúng ta đã thử qua cái mạch điện chúng ta rồi, tức là cái mạch của chúng ta nó không bị ngắn mạch, thì chúng ta mới cho cái mạch này hoạt động. Thì các bạn thấy là mạch của chúng ta nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy, đây là cái trường hợp chúng ta kiểm tra một cái mạch điện phức tạp. Đấy, rồi trường hợp này thì chúng ta cũng rất hay sử dụng đối với các bạn mà hay tập đấu nấu cái mạch điện công nghiệp của chúng ta. Thì các bạn nên sử dụng cái bộ này để chúng ta test cái mạch của chúng ta. Rồi bây giờ đến cái trường hợp là tôi sẽ thử một vài cái tải của cái tăng điện gia đình của chúng ta. Đây, giả sử như tôi sẽ thử cho các bạn xem cái bọn ủi này nó có hoạt động tốt hay không. Thì trường hợp nếu như cái bọn ủi này á, mà chúng ta cắm điện vào á, mà cái đèn của chúng ta nó sáng lên, tức là cái bọn ủi của chúng ta, bởi vì trong cái bọn ủi này nó sẽ có cái điện tử thì nó sẽ thông mạch, tức là khi mà nó thông mạch á, tức là cái đèn của chúng ta nó sẽ sáng lên, có nghĩa là cái bọn ủi của chúng ta nó không bị đứt dây ở trong này. Trường hợp mà cái đèn này nó không sáng, tức là cái bọn ủi của chúng ta nó bị đứt dây, nó bị hỏng cái mối nối nào ở trong cái bọn ủi này, thì chúng ta sẽ tiến hành sửa chữa. Rồi bây giờ tôi sẽ cắm cái fit này vào để cho các bạn quan sát. Đấy, khi ta cắm fit này vào thì cái đàn của chúng ta nó sáng lên, chứng tỏ rằng là cái bọn ủi của chúng ta nó đang nó không bị hở mạch, có nghĩa là nó không bị đứt dây đó, có nghĩa là cái bọn ủi của chúng ta nó vẫn hoạt động tốt. Đấy, thì khi nó chúng ta cái này, cái bọn ủi của chúng ta nó thông mạch rồi, thì các bạn có bấm công tắc này nó cũng không có tác dụng. Rồi tiếp theo thì tương tự với các cái thiết bị khác, ví dụ như là ở đây các bạn có cái motor này, thì các bạn thử nó cũng như nhau, thì các bạn cắm hai cái đầu dây này vào, và nếu như cái đèn sáng, tức là cái motor của chúng ta nó hoạt động tốt. Ở đây tôi sẽ cắm luôn đi cho các bạn xem. Đây, các bạn đưa hai cái đầu dây của cái motor này vào cái ổ cắm này, các bạn cứ đưa vào. À, các bạn bật cái nguồn lên đấy chứ. Rồi các bạn đưa hai cái đầu dây của cái motor này vào. Đấy, các bạn thấy cái đèn nó sáng lên đi ra. Cái motor nó của chúng ta nó cũng hơi nhích một tí, như vậy là cái motor của chúng ta nó đang còn tốt. Nếu như mà cái đèn của chúng ta nó không sáng, tức là cái motor của chúng ta nó đã bị
đứt mạch. Đấy, đây là cái motor của chúng ta. Thì các bạn thử bất kỳ cái mạch điện nào, chẳng hạn như là ví dụ như là cái quạt này gửi chẳng hạn, cái quạt này các bạn cũng có thể kiểm tra được nó. Đấy, thì tôi giới thiệu sơ qua vài cái thiết bị để cho các bạn thấy cái ứng dụng của cái mạch điện này. Nó đơn giản nhưng mà nó rất là hữu ích cho cái để chúng ta kiểm tra và chúng ta sửa chữa các thiết bị trong gia đình của chúng ta. Thì video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.